Chào mừng các em đến với phần ôn tập để chuẩn bị cho bài thi cuối học kỳ 2 môn giáo dục công dân lớp 6. Ở phần ôn tập, cô có một số lưu ý khi làm bài thi như sau. Khi làm bài thì chúng ta không được viết tắt, không được tẩy xóa. Phải đọc kỹ đề trước khi làm để tránh lạc đề hoặc bỏ sót ý. Chúng ta nên có phần liên hệ bài học để xử lý tình huống. Làm bài xong thì phải kiểm tra lại bài kỹ lưỡng để bài làm của mình thật đầy đủ và đạt điểm cao các em nhé. Về giới hạn ôn tập, chúng ta có 4 bài. Bài 14, bài 15, bài 16 và bài số 17. Đề thi của chúng ta thì sẽ làm trong thời gian 45 phút và hình thức ra đề là tự luận. Đầu tiên chúng ta ôn tập phần lý thuyết. Câu hỏi thứ nhất, kể tên và nêu đặc điểm của các loại biển báo thông dụng. Như chúng ta đã biết thì có 3 loại biển báo thông dụng đã học trong chương trình lớp 6. Biển báo cấm, hình tròn, nền màu trắng, viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều cấm. Biển báo nguy hiểm, hình tam giác đều, nền màu vàng, có viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều nguy hiểm cần đề phòng. Biển hiệu lệnh, hình tròn, nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng nhằm báo hiệu điều phải thi hành. Câu hỏi số 2, em hãy nêu những quy định khi đi đường đối với người đi bộ. Đi trên hè phố, lề đường, sát bên tay phải. Nếu không có lề đường, phải đi sát mép đường. Đi đúng phần đường quy định. Khi qua đường, phải tuân thủ đúng các quy định. Ví dụ như là không được trèo qua dải phân cách, vân vân. Câu 3. Vì sao nói học tập là vô cùng quan trọng? Chúng ta nói học tập là vô cùng quan trọng bởi vì nhờ học tập chúng ta mới tiến bộ và trở thành người có ích. Pháp luật quy định như thế nào về việc học tập của công dân? Mỗi công dân đều có quyền và nghĩa vụ học tập. Câu hỏi số 5. Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập là gì? Để thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập, chúng ta cần chăm chỉ, say mê, kiên trì và tự lực. Đặc biệt là phải có phương pháp học tập tốt. Câu 6. Trách nhiệm của nhà nước trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của công dân là gì? Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để mọi người được học hành. Pháp luật nước ta quy định như thế nào về quyền được bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân? Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Điều 19, Điều 20, Hiến pháp năm 2013. Câu 8. Trách nhiệm của công dân là gì? Tôn trọng tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác. Tự bảo vệ quyền của mình. Phê phán, tố cáo, việc làm sai trái. Câu số 9. Trình bày hiểu biết của em về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Đây là quyền cơ bản được quy định trong hiến pháp. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là quyền được cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở. Không ai được tự ý xâm phạm chỗ ở của người khác, trừ trường hợp pháp luật cho phép. Câu 10. Để thực hiện tốt quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, công dân cần phải có trách nhiệm như thế nào? Tôn trọng chỗ ở của người khác. Tự bảo vệ chỗ ở của mình, tố
tố cáo người làm trái pháp luật, xâm phạm chỗ ở của người khác. Chúng ta chuyển qua phần luyện tập. Bài tập tình huống. Các bạn Liên Tú Hoàng đi xe đạp hàng ba, vừa đi vừa nói chuyện cười đùa. Đến gần đến ngã tư, chưa tới vạch dừng thì đèn vàng bật sáng. Liên vừa đạp xe nhanh vừa giúp các bạn. Tú cũng vội vàng đạp xe theo Liên. Hoàng muốn ngăn các bạn lại nhưng không kịp. Câu hỏi thứ nhất, em hãy nhận xét hành vi đi đường của các bạn Liên Tú Hoàng. Câu hỏi thứ hai, theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp nào thì khi đèn vàng sáng, người điều khiển xe được phép tiếp tục đi? Các bạn theo dõi gợi ý trả lời của cô. Hành vi đi đường của các bạn Liên Tú Hoàng là vi phạm pháp luật dành cho người điều khiển xe đạp, vì các bạn ấy đã đi xe dàn hàng 3 và đèn giao thông đã chuyển sang màu vàng nhưng các bạn vẫn cố tình đạp xe đi qua. Theo quy định của pháp luật thì trong trường hợp người điều khiển xe đã đi quá vạch dừng thì được phép đi tiếp, không thì đèn vàng thì tất cả mọi phương tiện đều phải dừng lại. Và có những trường hợp là tín hiệu và đèn vàng nhấp nháy thì được đi, nhưng chúng ta phải đi giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường. Câu hỏi số 2, em sẽ ứng xử như thế nào trong những trường hợp sau đây, thể hiện em biết tôn trọng chỗ ở của người khác? Em theo dõi những tình huống trên màn hình để có thể đưa ra được cách ứng xử phù hợp. Sau đây là phần gợi ý trả lời của cô. Các bạn cũng theo dõi trên màn hình nhé. Đây là đúng hay sai vì sao? A. Công dân có quyền không bị ai xâm phạm về thân thể. B. Mọi việc xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác đều là vi phạm pháp luật. C. Chỉ cần giữ gìn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của mình, còn của người khác thì không quan tâm. D. Khi bị người khác xâm hại thân thể thì tốt nhất là im lặng, không để mọi người biết. Sau đây là ý trả lời của cô. Đáp án đúng sẽ là đáp án A và B, vì đây là quyền cơ bản của công dân đã được quy định trong hiến pháp. Mọi công dân đều được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Đáp án sai là đáp án C, D, vì chúng ta nên mạnh dạn tố cáo việc làm sai để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như là mọi người. Im lặng chính là tiếp tay cho kẻ xấu tiếp tục thực hiện hành vi sai trái của họ. Chúc các em ôn tập vào lần này.